Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31 tại Việt Nam đang đếm ngược đến ngày khai mạc. Một trong những vấn đề được các nơi tổ chức các môn thi đấu quan tâm chính là an toàn phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thanh Hà, Huy Xứng về công tác phòng cháy chữa cháy chuẩn bị cho đại hội tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sẽ có trong tiểu mục khu dân cư an toàn. Tiếp theo đó, trong tiểu mục điều cần biết, chuyên gia chương trình sẽ đưa ra những hướng dẫn về cách chọn mặt nạ phòng khói độc cũng như cách sử dụng đúng cách thiết bị này. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình cùng toàn dân phòng cháy nổ hôm nay 29 tháng 4 bằng tiểu mục cháy nổ 24 giờ. Thời gian gần đây, nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra liên tục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thời tiết tại khu vực đang vào mùa cao điểm nắng nóng. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân chú ý đến phòng chống cháy nổ. Trong quý 1 năm 2022, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 48 vụ cháy, khiến 4 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính thành tiền khoảng 74 triệu đồng, còn 30 vụ chưa ước tính được thiệt hại thành tiền. Qua công tác điều tra, nguyên nhân cháy phần lớn do sự cố hệ thống, thiết bị điện và bất cẩn trong sử dụng lửa. Để đảm bảo an toàn phòng cháy các kho xưởng sản xuất, Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các kho xưởng sản xuất phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trước khi đi vào hoạt động, tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm như xăng, dầu, cồn, ga và hóa chất dễ gây cháy khác. Chú ý không thắp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã trong khu vực nhà xưởng sản xuất. Từ nay đến tháng 5, đầu tháng 6, vẫn có những ngày có nhiệt độ cao ở mức 35 độ C, thậm chí trên 35 độ C. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ, người dân cần kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết, không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng, chuẩn bị sẵn dụng cụ phá rỡ để tạo lối thoát nạn, không bố trí đồ vật cản trở đường đi, lối thoát nạn. Mới đây, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, trong lúc tuần tra đêm, đã nhận được tin báo về việc xảy ra cháy nhà nên hỗ trợ ứng cứu một cụ ông 91 tuổi bị mắc kẹt. Vào tối 27 tháng 4, tổ tuần tra đêm phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà làm nhiệm vụ trên địa bàn thì nhận được tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy nhà ở đường An Hải Bắc 8. Lúc này, đám cháy xuất phát từ khu vực bếp ở tầng 2. Người dân cùng lực lượng tuần tra đêm đã dùng nước và bình chữa cháy ngăn cháy lan ra hai phòng ngủ. Sau đó, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Sơn Trà tiếp tục đến hiện trường khống chế hoàn toàn vụ cháy nhà. Vào thời điểm cháy, trong nhà có một cụ ông 91 tuổi bị khói lửa bao vây nên mắc kẹt tầng 1 ngôi nhà. Lực lượng tuần tra đêm đã nhanh chóng tiếp cận căn phòng, đưa cụ ông ra ngoài. Đồng thời, lực lượng tại chỗ huy động người dân tăng cường 8 bình chữa cháy từ các hộ xung quanh và khu vực chợ, trạm y tế để dập lửa. Một nam thanh niên người dân tộc Sán Dìu vừa phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân cháy xém, nhiều tổn thương do trước đó nam thanh niên này đã dùng điện thoại khi đang sạc bị phát nổ. Theo thông tin từ khoa mắt Bệnh viện Bạch Mai, hiện khả năng hồi phục thị lực của nam bệnh nhân rất thấp, nguy cơ mù cao, mất khả năng lao động. Ngoài mắt, tay trái của bệnh nhân cũng bị gãy, phải xử lý nẹp đinh, thủng màng nhĩ hai bên và lấy ra nhiều dị vật thủy tinh trên mặt. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện rất nhiều dị vật trong mắt, dị vật giác mạc và nội nhãn gây đục thể thủy tinh, bong võng mạc. Bệnh nhân có chỉ định mổ lấy dị vật giác mạc, nội nhãn và lấy thể thủy tinh. Người thân bệnh nhân cho biết, khi mọi người đang xem TV ngoài phòng khách, bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng riêng của bệnh nhân. Khi vào thấy Tuấn đã bất tỉnh, toàn thân bị cháy sạm. Khi được sơ cứu hồi tỉnh, bệnh nhân cho biết đã sử dụng điện thoại khi đang sạc nên điện thoại phát nổ. Các bác sĩ cho biết các vụ tai nạn do nổ điện thoại khi đang sạc gây cụt chi, bỏng mặt đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn xảy ra. Các chuyên gia y tế khuyên cáo mọi người tuyệt đối không được sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố đáng tiếc. Để phục vụ tổ chức tốt công tác tổ chức SEA Games 31, góp phần mang đến hình ảnh một Hà Nội sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn trong lòng bạn bè quốc tế, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đang tăng cường thường trực, chiến đấu, tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm phục vụ SEA Games và khu vực lân cận, nhằm chuẩn bị tốt nhất để công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ an toàn tuyệt đối, ghi nhận tại quận Nam Từ Liêm. Là địa bàn có nhiều cơ sở, địa điểm được thành phố giao nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31, trong đó có khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra các lễ khai mạc, bế mạc và một số nội dung thi đấu. Để đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh an toàn, công tác thường trực chiến đấu và kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đang được Công an quận Nam Từ Liêm tích cực thực hiện. Qua đó kiểm tra và ưu tiên các địa điểm ăn nghỉ, thi đấu, thì ngoài ra chúng tôi cũng kiểm tra các cơ sở nguy hiểm cháy nổ ở dọc các tuyến đường mà đoàn vận động viên
đi qua. Thì cái công tác ngoài công tác kiểm tra, chúng tôi còn kiểm phúc tra và đôn đốc rất là nhiều. Thì đến thời điểm hiện tại thì 100% các cơ sở đã khắc phục các cái tồn tại thiếu sót và đã sẵn sàng để phục vụ cho cái kỳ SEA Games. Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình hiện đang được tích cực sửa chữa và nâng cấp, bảo đảm đúng kế hoạch. Còn nhớ tháng 9 năm ngoái, dư luận xôn xao trước thông tin toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động trên sân Mỹ Đình đã không thể hoạt động trong nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa. Thì nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được trang bị đầy đủ. Đợt này được Đảng Nhà nước đầu tư sân vận động cũng đầu tư rất lớn. Thì trong đó là tôi rất là yêu cầu và phản ánh và cũng rất cương quyết trong hệ thống phòng cháy chữa cháy là phải đáp ứng yêu cầu. Thế còn cái hệ thống yêu cầu bây giờ họ đã làm mới hết. Thế theo những cái thiết kế và được phê duyệt. Chuẩn bị cho SEA Games thì đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã được kiện toàn gồm có 40 đồng chí. Các đồng chí cơ bản đã được tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, sử dụng thành thạo các phương tiện trang bị kỹ thuật hiện có tại chỗ. Và bản thân chúng tôi thì cũng ý thức được rằng đây là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của đất nước. Vì vậy chúng tôi cũng cố gắng phối hợp và thực hành tốt những cái công tác chuyên môn nghiệp vụ để phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt lực lượng phòng cháy cháy của công an quận Nam Từ Liêm. Mỗi lần đến phối hợp công tác kiểm tra và phục vụ trong các cái sự kiện thì chúng tôi cũng cố gắng là nâng cao cái tinh thần cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của thủ đô Hà Nội và đất nước. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khách sạn, những điểm ăn, nghỉ, tập luyện cho các đoàn vận động viên nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ SEA Games 31 diễn ra an toàn, tuyệt đối. Thưa quý vị, sau các vụ cháy xảy ra gần đây, nhu cầu mua sắm trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của người dân tăng cao. Trong đó mặt nạ chống khói độc được nhiều người tìm mua nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết mua loại mặt nạ nào là tốt và cách sử dụng mặt nạ phòng chống khói độc sao cho đúng cách. Trong tiểu mục Điều cần biết ngày hôm nay, cán bộ đến từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an sẽ đưa ra những khuyến cáo cụ thể. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Điều cần biết. Ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả các quý vị khán giả về cấu tạo và cách sử dụng với một cái loại mặt nạ lọc độc thông thường. Các loại mặt nạ lọc độc hiện nay thì có rất nhiều ở trên thị trường. Có thể như là CM200, mặt nạ lọc độc 3M vân vân. Chúng ta có thể tìm kiếm ở trên Google, có thể biết được rất nhiều các loại mặt nạ lọc độc khác nhau. Thế thì ngày hôm nay thì xin giới thiệu với tất cả quý vị về một cái loại mặt nạ tương đối phổ biến mà chúng ta có thể sử dụng hiệu quả nếu khi có sự cố cháy xảy ra mà trong trường hợp chúng ta phải di chuyển ra khỏi khu vực có khói khí độc. Về cấu tạo của cái loại mặt nạ lọc độc CM2 này thì nó gồm có một số các cái bộ phận như sau. Bộ phận đầu tiên là bộ phận phin lọc. Bộ phận phin lọc, đây là bộ phận mà giúp chúng ta có thể lọc được các khói khí độc qua khi mà chúng ta sử dụng việc hô hấp, để khi chúng ta hít thở thì chúng ta hít được không khí sạch, giúp chúng ta duy trì sự sống để chúng ta di chuyển thoát nạn ra khu vực bên ngoài an toàn. Thứ hai là có khu vực có mặt chùm. Mặt chùm thì chúng ta có thể nhìn thấy là có cái lớp kính. Lớp kính này là một trong những lớp kính mà chúng ta khi di chuyển thì chúng ta được chùm lên đầu và như là một cái kính là chúng ta có thể nhìn được đường mà chúng ta khi di chuyển thoát nạn. Thế thì về cách sử dụng đối với mặt nạ lọc độc này thì thường là các cái mặt nạ lọc độc sẽ để ở trong các cái túi đựng và phin lọc và bộ phận mặt chùm sẽ được tách riêng. Khi có sự cố cháy xảy ra mà chúng ta cần phải băng qua, di chuyển qua khu vực khói khí độc thì chúng ta lấy cái phin lọc ở trong túi đựng cùng với khu vực mặt chùm, chúng ta lắp cái phin lọc vào với mặt chùm. Sau khi lắp phin lọc vào mặt chùm thì chúng ta lưu ý chúng ta sử dụng hai tay. Sử dụng hai tay chúng ta đẩy thì chúng ta độ và sau đó chúng ta chụp cái khu vực chụp vào mũi và miệng của chúng ta. Đó, kéo ra. Ở phía đằng sau thì chúng ta có một cái khu vực dây đai móc khóa, chúng ta có thể chùm vào. Và chúng ta có thể đeo lại đằng sau này. Sau khi đã đeo lại đằng sau này thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể di chuyển an toàn. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta lưu ý
ở khu vực trước mặt của chúng ta, nếu khi xảy ra sự cố cháy, khói khí độc có xu thế bay cao hơn, bay lên. Cho nên khi di chuyển thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta di chuyển hạ thấp trọng tâm cơ thể, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Hai tay trong khi chúng ta đeo mặt nạ phòng độc thì chúng ta có thể di chuyển để tìm đường. Khi di chuyển thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải men theo tường và di chuyển theo lối thoát nạn, lối có đèn exit, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn ở các cái hành lang cầu thang của chung cư và di chuyển thoát nạn xuống theo lối cầu thang bộ của đối với các cái nhà dân thông thường. Là thiết bị đặc biệt giúp chúng ta tránh tác hại của khí độc, nhưng cấu tạo của chiếc mặt nạ phòng độc sẽ làm khó nhiều người khi sử dụng. Do đó, nhằm đảm bảo cho bản thân và để không gặp bối rối khi tình huống bất ngờ phát sinh, chú ý 4 bước cơ bản sau: kiểm tra phin lọc, lắp phin lọc vào mặt nạ, đeo mặt nạ vào mặt, điều chỉnh dây và vị trí mặt nạ. Đừng bỏ qua hay lơ là bất kỳ bước sử dụng nào nếu bạn không muốn chiếc mặt nạ phòng độc trở nên vô dụng. Những lưu ý trên đây đã kết thúc chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ ngày 29 tháng 4. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ đầm ấm, an toàn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.